chị đi tham quan không? Chị xuống bãi sau á, chị xuống bãi sau chị ngồi chơi với đó. Dạ bãi sau thì nó cũng mình đi những cái điểm gần ở sân bay này chị, thì xong rồi mình ghé xuống chỗ mà bãi sau thì gần nhà tụi Quốc á, cũng gần sân bay nè.